มันจะหลับ Bumble Friend Bumble Our Friend Single Player bây giờ con lại xây vào vòng 1 nha, chơi vòng 1 trước đó. Player 48 hả? Ôi bấm nhầm nút rồi, lát mà đổi tên lại sau. Đặt bơm nè, bơm. Ô được một trái bơm kìa, lụm một trái bơm thôi. Là mình phải đi tiêu diệt cái hàng nhóc đó đúng không? Ok, lụm cục lửa dài, lụm năng, lụm chiên, lụm bơm, đặt hai trái luôn. Rồi qua tiêu diệt con này thôi, mày hả bưởi chết đi. Bùm, bành sát. Bây giờ cô lì sẽ đặt bơm tiếp chứ sao nữa, nhưng mà trước khi thì mình ra đổi cái tên lại đã, thành cu lì tivi cái. Đổi tên đâu ta, kết tên sai cái là gì ta? À chọn bộ đồ, tóc, tai, mắt, mũi, miệng, đồ đó mà, da mặt. À, tóc đẹp quá ha, tóc màu tím luôn, ghê thiệt. Mặt mũi à, mà không có tiền đâu thôi, mình kiếm chỗ để mà mình đổi cái tên mà. Ở đây không có, à đấy rồi, thấy rồi. Đây, player 48, cô lì thì đổi thành cu lì tivi. Đó, ok. Bây giờ cô lì sẽ vào game, vòng 1. Còn một tiêu diệt hai đứa luôn, một con sừng và một con cục lửa. Bùm, lụm hết nè. Ấy da, lụm nhầm cái đồng sọ rồi, cẩn thận. Chạy chạy chạy, từ lụm đặt bơm luôn chứ. Cái đầu sọ này kìa, đừng lụm cái đầu sọ. Rồi thêm tiêu rồi, đó là chìa khóa. Lụm được chìa khóa rồi. Bùm, chết một đứa. Rồi đầu sọ nó kìa, ghê quá. Né nha, né nha. Bùm, lượm cục lửa, lượm cục lửa. Chạy lại lên, ê, chết tôi. Oh my god, thanh quá là còn nhiều máu đó. Wow, thanh là còn nhiều máu. Giờ mình đã tiêu diệt xong rồi. Bây giờ đó, mình phải vào cái lỗ đó đó. Thấy không, các bạn thấy không? Mình chỉ cần vào đó là xong hoàn thành. Giờ cô lại sẽ đặt bơm cho nổ đường đi. Wow, nhiều đồ quá. Rồi, qua vòng level complete. Wow, game này chơi hay đó. Bomber and Friend. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Vòng 2. Tiêu diệt 3 đứa luôn, 3 cục lửa. Tiêu diệt 3 con quái vật. Monster. Đặt bơm nào. Nó nói gì đó, Quỳ không hiểu. Bum. Đặt bơm. Mày hả bữa cho mày 2 cục bơm luôn, chết chắc. Yeah. Lấm tiền, lấm tiền nào. Tiêu diệt thêm một đứa rồi, chỉ còn một đứa thôi. Lấm được cái khiên bảo vệ mình. Hoàn thành. Bây giờ chúng ta phải kiếm chìa khóa. Có chìa khóa chúng ta mới mở được cái căn hầm. Mình phải kiếm chìa khóa. Chìa khóa đâu rồi? Kiếm chìa khóa nhanh lên. Rồi, đã mở được hầm rồi. Bây giờ mình sẽ vào. Mở được hầm, vô thôi. Hoàn thành level complete. Phần thưởng, ô, được thêm tiền. Tới vòng 3. 4 con luôn. Mở đường đi nào. Lụm đồ, đồ nhiều quá. Trái tim, tăng thêm máu. Ôi vậy bay đi nhanh.
Lụm bơm nè, lụm bơm nữa nè. Đặt bơm quá trời luôn. Có tiền kìa. Ui da, trời ơi, bơm dài quá, mất cục máu rồi. Trời ơi, xem đi tiêu rồi. Chìa khóa, thì thấy chìa khóa rồi. Wow, kiếm luôn. Quá trời đồ. Đã quá. Bơm này nhiều đặc đã quá. Lẫn chết em. Tiêu diệt nó nào. Nổ hết luôn. Con này đặt hết luôn cho nổ sạch luôn. Nổ banh chành hết luôn. Qua phải không? Được một game. Tới level 4. Go. Hai chữ em. Thêm hai chữ em nữa. Chữ em nhiều quá. Các bạn hãy đăng ký thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Tiền nhiều quá. Cái tiền. Tiền. Qua tới nơi rồi. Tiêu diệt. Đó. Tiêu he một con. Wow. Chìa khóa. Yeah. Thì mất một máu. Tiêu diệt nó. Còn một con nữa. Xong, hoàn thành. Mình mở đường vào thôi. Vào. Ây da, sao vào không được. Yeah, vào được rồi. Level complete. Đã quá à. Các bạn ơi, cô lại chơi xong rồi. Bây giờ cô lại sẽ ra ngoài xem coi những hình mẫu, hình mặt này nọ đó. Các bạn thấy game này hay, nhớ bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Những lần sau, mình chơi nha. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của Cu Lì. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Bye bye, chào tạm biệt. Đây là những cái món đồ đó mà phải tốn tiền mua mới có. Wow, nhiều trái bơm lắm. Các bạn cùng xem nha.